mình sẽ không cho con mình bơi thủy liệu. Một cái comment này của một người mẹ đã mất con mình viêm phổi nặng trong vòng 3 ngày không đáp ứng được kháng sinh mà biến chứng qua nhiễm trùng huyết rồi suy hô hấp, suy tim, sau đó mất luôn. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Vinh và vài phút câu chuyện sức khỏe. Ngày hôm qua thì mình đã đăng một cái video về bơi thủy liệu và mình đã nhận được rất là nhiều cái ý kiến trái chiều, và sau khi cân nhắc lại tất cả mọi thứ thì mình vẫn có câu trả lời của riêng mình, đó là mình sẽ không cho con mình bơi thủy liệu. Mình đọc được rất là nhiều comment, các bạn nói rằng là con của các bạn được bơi thủy liệu từ hồi 1 tháng rưỡi, 2 tháng, tới hiện tại con 3 4 tuổi rồi vẫn tiếp tục theo cái môn bơi thì con vẫn phát triển bình thường, con ăn uống tốt hơn, ngủ tốt hơn, tăng trưởng chiều cao rất tốt, và mình cảm thấy rất là vui và thật sự rất may mắn vì các con đã có được những cái lợi ích rất tích cực từ bơi thủy liệu, cũng như là cha mẹ đã giữ cho các con thật sự rất là an toàn, cha mẹ rất là giỏi, mình rất là vui vì điều đó. Mình khó có thể miêu tả cho các bạn biết hết được những cái trường hợp nó cụ thể như thế nào, người đó là ai, tại vì cái vấn đề về bảo mật thông tin người bệnh đó các bạn. Nhưng mà các bạn, mình nói các bạn về các bạn hiểu ngay nè, 1.000 đứa trẻ đi bơi thủy liệu, 999 đứa nó an toàn, chỉ có một đứa lỡ may mà nó sặc nước, rồi sau đó nó vào viêm phổi, rồi nó vào suy hô hấp và sau đó là mình mất nó luôn. Thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không muốn con mình rơi vào hoàn cảnh của 1/1.000 đứa đó, đúng không ạ các bạn? Và mình cũng thế thôi. Mình nói ở đây vì mình không muốn con của các bạn trở thành cái đứa thứ 1.000 đó. Có những cái comment nói rằng là sau khi đi bơi con bị sặc nước rồi bị viêm phổi rồi điều trị mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng đó. Thì nếu như các bạn thực sự quan tâm thì các bạn có thể lướt xem những cái trường hợp khác để cho các bạn thấy được là cái mặt nguy cơ của bơi thủy liệu. Nhưng mà mình thực sự đã dừng lại khi mà mình đọc một cái comment này của một người mẹ đã mất con, và mình xin phép là mình giấu tên của chị đi. Bác này nói đúng nha mọi người, con mình viêm phổi nặng trong vòng 3 ngày không đáp ứng được kháng sinh mà biến chứng qua nhiễm trùng huyết rồi suy hô hấp, suy tim, sau đó mất luôn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong 5 ngày. Chị comment cái nội dung này ở trong cái video bơi thủy liệu của mình, và mình biết là chị đã rất đau lòng và đã rất can đảm để nhắc lại cái chuyện này, để coi như là một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh giác cho tất cả chúng ta khi quyết định cho con bơi thủy liệu. Trong cái quá trình mà thực hành khám chữa bệnh của mình á, thì mình cũng đã gặp kha khá những cái đứa trẻ mà bị sặc nước ở trong khoảng thời gian rất là ngắn. Các bạn nhìn một đứa trẻ mà nó bơi thủy liệu, độ tuổi bắt đầu á, thường là khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng như các bạn comment á, thì khi đó nếu mà con phát triển bình thường thì cái cổ của con nó bắt đầu nó cứng rồi. Người ta sẽ gắn cho con một cái phao xung quanh cái cổ, là bịt kín cái cổ lại để ngăn cách cái đầu của con với mặt nước. Còn tay chân của con nó là sẽ được chìm ở trong nước. Ở dưới đó thì người ta có thể sử dụng những dòng nước ấm nè, rồi những cái dòng sục khí vô để mát xa, để tăng lưu thông tuần hoàn, để kích thích con vùng vẫy tay chân, nó vận động nhiều, nó sẽ ăn uống nhiều hơn, rồi nó sẽ ngủ sâu hơn. Rồi một số cha mẹ nói rằng nó còn phát triển chiều cao nhỉnh hơn các bạn khác. Tuy nhiên là một bé trai nó có tới 25 năm để nó phát triển chiều cao lận. Một bé gái thì nó có tới 20 năm, đó khoảng thời gian rất là dài. Có bao giờ các bạn thấy là một đứa trẻ cấp 1 nó lùn thấp còi so với các bạn, nhưng mà tự nhiên lên cấp 2 nó lại cao nhất lớp không ạ? Là tại vì ở trong cái quá trình phát triển của con, cái tuổi dậy thì là cái lúc mà nó phát triển chiều cao vô cùng mạnh mẽ luôn. Đâu có nhất thiết là phải cho con phải cao hơn các bạn ở trong những tháng đầu tiên, những năm đầu tiên của cuộc đời làm gì đâu các bạn. Thì nếu như mà là con mình, nếu như không có một chuyên gia hay là một bác sĩ nào đó nói rằng con của mình cần phải được bơi thủy liệu thì mới có thể cải thiện sức khỏe, thì chắc chắn là mình sẽ không tự nhiên mà cho con mình đi bơi thủy liệu để cho nó được massage hay là để cho nó được tăng trưởng chiều cao tốt đâu. Mình sẽ không làm điều đó. Và sẽ có nhiều cái cách khác giúp con ăn tốt hơn, giúp con ngủ sâu hơn và giúp con thoải mái dễ chịu hơn. Chứ không nhất thiết phải là phải đi bơi. Mình đặt con vào một cái thứ mà mình nghĩ là lợi ích nhưng đồng thời nó cũng là một cái rất nguy cơ. Các bạn coi video của mình á, các bạn có ý kiến thuận chiều cũng được, trái chiều cũng được, hoặc là các bạn tấn công mình cũng được. Đã có cái chỗ bơi thủy liệu họ nhắn tin cho mình rồi đó. Nhưng mà không sao. Khi mà chúng ta khơi lên những cái cuộc tranh luận như vậy á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái nhìn trái chiều, và khi đó chúng ta sẽ đưa ra cái lựa chọn phù hợp nhất cho từng hoàn cảnh. Khi các bạn đã lựa chọn cho con mình bơi thủy liệu, bơi sinh tồn hoặc là đi học bơi, dù là lứa tuổi nào đi nữa thì các bạn cũng không được rời mắt khỏi con một giây phút nào cả. Được không ạ? Cầm điện thoại lên quay phim nó, xong rồi bà nội gọi, bà ngoại gọi kêu mở video call lên cho bà coi con bơi nào. Cái loay hoay gọi cái nó sặc nước hồi nào mình không hay. Đó là góc nhìn của mình về chuyện bơi thủy liệu. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Vinh và vài phút câu chuyện sức khỏe.